quý vị và các bạn sẽ được nghe anh tâm sự về chuyện đời, sự nghiệp, về xem anh Duyên Hà về chính những gì anh đã thực sự từ bàn chuyến khởi xuân đến cho mọi người vui một chút vui vị quê nhà với cả mắm bối vậy. Chào quý vị và các bạn. Có một nghệ sĩ khi xuất hiện trước công chúng chỉ một cái nước mắt, một cái nhíu mày làm duyên và một câu nói đùa bông đơn cũng khiến khán giả cười ồ. Đặc biệt khi các tiếng hát, những làn điệu dân ca, những câu chào cổ. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Sunny. Vâng, nhân dịp đầu năm mới, em có thể kể từ trước về mình. Tôi sinh ra là ở một cái vùng quê Quan Họ, ở nhà thì cũng chăm trâu bắt cỏ thôi. Thế tự dưng thì là có đoàn dân ca Quan Họ họ về tuyển. Thế thì tôi bảo cũng thử xem là mình có hát hò được không. Thế khi đi vào tuyển thì cải ở làm cái này được hay. Thế là tuyển tôi vào đoàn dân ca Quan Họ từ năm 1977 đến năm 1983. Có một lớp trèo ca các tiểu dân tộc đầu tiên ở trên đảo Trung Quốc này Việt Nam họ tuyển. Vì trèo với Quan Họ nó cũng gần nhau thì tôi đã xin thi ở cái khoa các tiểu dân tộc đó. Vô, cháu vô mời bà ăn cơm đi. Tôi về đầu quân của nhà hát chèo Hà Nội. Rất nhiều bạn khán giả được xem em diễn, được nghe hát trong những bộ trang phục truyền thống. Quá, bỏ cách luôn chân. Lúc nào tôi mặc trang phục như này. Tôi thì thường thường là cứ con mê, con biết cái này thì tôi không mặc nó khó chịu lắm. Mà có khi là hàng năm thì có khi những ngày Tết thì tôi mới mặc, và hôm nay thì Việt Nam mà mời thì tôi mới mặc, ít khi tôi mặc, tôi có mặc cái quần áo rộng 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 cho nó dễ chịu và cho để tự sáng tạo cái lòng mình là muốn múa thì múa, muốn tay thì tay, quý vị cũng cho tặng tôi. Tôi hy vọng rằng trong trang phục này em cũng không biết múa, bảo làm bất kể cái gì là em đều làm hết. Rất mời quý vị khán giả. Thôi bà con xin nhằm quê con mà câu Quan Họ cổ ngày xưa rất là hay và hát Quan Họ cổ rất là khó. Còn nhớ con học cổ không ạ? Tất cả nhà tôi có 7 chị em, bố tôi mất sớm. Trong suốt từ năm học ở nhà tôi thì toàn tôi ở trong nhà, rồi kiếm tiền đi học.